Chào bà con, chào mừng bà con quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, hiện nay có rất nhiều các sản phẩm giúp nâng cao năng suất trong ngành chăn nuôi gà lấy thịt. Do đó, để bà con lựa chọn được sản phẩm phù hợp với đàn gà của nhà mình là rất quan trọng. Vậy, chúng ta cần căn cứ vào điều gì khi lựa chọn sản phẩm? Căn cứ thứ nhất là lứa tuổi của đàn gà, cần bộ béo. Căn cứ thứ hai là nhu cầu của đàn gà. Nhu cầu của đàn gà thì có đàn gà cần phát triển lườn, cơ, tăng cân, đàn gà cần phát triển lông, mào hay gọi chung là mẫu mã. Thứ ba là về định mức chi phí cho đàn gà thế nào, chi phí trên ngày hay chi phí cho cả quá trình vỗ béo khoảng 20 ngày trước khi xuất bán. Hiện tại, chúng ta có những lựa chọn nào? Dưới đây là cả dòng sản phẩm bà con có thể dùng để thực hiện mục tiêu đặt ra của bà con. Về những dòng sản phẩm bà con có thể tham khảo, thứ nhất là các dòng vitamin giúp đàn gà phát triển tốt, tăng cường sức đề kháng. Thứ hai, các loại men giúp tăng cường tiêu hóa, giúp đàn gà nâng cao tỷ lệ chuyển hóa thức ăn, hạn chế các bệnh đường ruột. Thứ ba là các loại khoáng, tham gia vào quá trình tổng hợp, phát triển xương, máu, lông, da. Mỗi loại sản phẩm nêu trên đều rất tốt cho đàn gà của chúng ta. Nhưng nếu nhu cầu của giai đoạn vỗ béo là phát triển cơ, lườn, tăng trưởng nhanh, đạt cân, vì vậy chúng ta nên chọn dòng sản phẩm đạm thực vật thủy phân hay có thể gọi là đạm thủy phân, protein thủy phân là tốt nhất. Đạm hay protein được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là đạm thô hay protein thô như bột thịt, bột xương, bột cá. Hiểu đơn giản như bà con cho con ăn thịt bò, ăn cá, bổ sung vậy. Đạm thô hay protein thô thì hấp thu chậm, sử dụng nhiều có thể gây ảnh hưởng đến đường ruột, khiến chuồng nuôi có nhiều mùi hôi và tiêu chảy. Loại thứ hai là đạm thủy phân hay protein thủy phân như Amino Grow Oren. Đạm hay protein đã được chia tách nhỏ, dễ hấp thu hơn, thúc tăng cơ nhanh hơn. Dạng này, những người tập gym, các vận động viên thể hình thường xuyên sử dụng. Đạm thủy phân thực vật trong Amino Grow Oren là gì? Đạm trong Amino Grow Oren đã được chia tách nhỏ thành các axit amin dễ hấp thu. Vậy, dùng Amino Grow Oren có gì tốt? Thứ nhất, đây là dòng axit amin thủy phân từ protein thực vật, giúp vật nuôi hấp thu tốt, chuyển hóa nhanh, ít độc tố, không gây tiêu chảy. Thứ hai, trong Amino Grow Oren có 18 axit amin, có đầy đủ các axit amin thiết yếu, cần thiết cho quá trình phát triển của vật nuôi. Thứ ba, thúc tăng trưởng, tăng cơ, tăng lườn rất tốt. Thứ tư, tăng tính ngon miệng của vật nuôi, điều này khiến vật nuôi ăn khỏe hơn. Thứ năm, dạng dung dịch, rất tiện dụng khi sử dụng các hệ thống lớn tự động. Vậy dùng Amino Grow Oren khi nào? Thứ nhất, bà con có thể dùng ngay được từ giai đoạn úm. Bà con nên cho dùng thường xuyên với liều lượng thấp để đàn gà phát triển tốt cho bộ khung, nhanh lớn. Ở giai đoạn úm, bà con dùng từ 1ml trên 4 lít nước. Thứ hai, dùng để thúc lườn, tăng cân. Nếu là gà trắng, bà con nên dùng trước khi xuất bán 2 tuần. Ở gà vườn thì nên dùng trước khi xuất bán 1 tháng. Ở gà đẻ loại thì đưa vào bộ béo nên dùng trước 2-3 tuần trước khi xuất bán. Về liều dùng thì bà con dùng từ 100-200ml trên 1.000 gà. Bà con thân mến, vậy là chúng ta vừa tìm hiểu những ưu điểm của sản phẩm Amino Grow Oren do công ty Interchemy Hà Lan sản xuất. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho bà con trong việc lựa chọn và sử dụng những sản phẩm hiệu quả và chất lượng. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.